Xin chào mọi người, mình là Linh. Two thousand years later. Đây chỉ là những bìa sách mà mình đã từng đọc, với cả những bìa sách mà mình định đọc trong năm nay. Và có hai kích cỡ, một là 3 inch và hai là 1 inch. Đấy, bây giờ mình sẽ cắt hết tất cả những cái phần sticker này ra, đây là phần mình thích nhất. If I were to read a book a week for my entire adult lifetime, and I lived an ordinary lifetime, when I was all done, I would have read maybe a few thousand books, no more. Đọc mà chỉ để đọc thì nó thành ra một cái chuyện là về sau anh sẽ chỉ nghĩ rằng anh đọc nhiều hơn người ta, nhưng mà chẳng biết là những cái điều anh học được nó khiến cho anh trở thành một con người như thế nào. Đúng không? Anh có góp gì được với đời, có đóng góp gì bằng những cái kiến thức anh đọc hay không? Bản thân anh có hay hơn, có tốt đẹp hơn nhờ những cái việc đọc ấy hay không? Đúng không?